Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ hai tuần thứ 23 mùa thường niên, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Bài suy niệm của Học viện Teresa Avila, dòng nữ Đa Minh, Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 6. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rào mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Hôm nay, kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam, đàng trong và đàng ngoài, và bổ nhiệm hai giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ, ngày 9 tháng 9 năm 1659. Bài tin mừng hôm nay cho thấy việc Chúa Giê-xu vạch trần sự giả hình của nhóm biệt phái. Ngày Sa-bát, mọi người đến hội đường để nghe lời Chúa, thì họ đến để tìm cách hại người. Họ dùng luật để lên án người khác. Họ xem việc giữ những điều nhỏ nhặt còn quan trọng hơn cả mạng sống của một con người. Chúa Giê-xu biết rõ âm mưu của họ, nhưng người vẫn không từ chối chữa lành cho người bị bại tay. Nhân cơ hội này, người chất vấn họ: "Ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ?" Người dạy cho họ biết việc thờ phượng Chúa không tách rời khỏi việc giữ đức ái với tha nhân. Người cho họ thấy tình thương của con người dành cho nhau vượt trên lề luật. Thế nhưng, họ vẫn cứng lòng và giận điên lên. Họ bàn nhau tìm cơ hội khác để giết người. Luật là phương tiện để người ta xây dựng sự thiện hảo, giúp cho con người sống đức ái với nhau. Thế nhưng trong cuộc sống, không biết bao lần chúng ta nhân danh luật để lên án tội trạng của nhau. Chúng ta quên mất mục đích của lề luật là để giúp con người sống thuận hòa, yêu thương. Khuôn mặt đầy thù hằn, ích kỷ của nhóm biệt phái khi thấy Chúa Giê-xu chữa lành cho người bị bệnh bại tay như nhắc nhở chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi nào chúng ta để trong lòng quá nhiều sự ghen ghét mà trở nên dửng dưng trước những đau khổ của người khác không? Chúa Giê-xu chất vấn nhóm biệt phái cũng là điều người muốn chất vấn chúng ta hôm nay. Chúng ta có dành thời gian trong ngày Chủ nhật để quan tâm anh chị em xung quanh mình không? Là môn đệ của Thầy Giê-xu, chúng ta phải tỉnh thức để phân định lối sống của mình, không để những ghen tương, ích kỷ khép kín trái tim của chúng ta lại. Chúng ta phải ý thức rằng việc thờ phượng Chúa không chỉ dừng lại trong cử hành phụng vụ, mà còn nối dài tình yêu của Chúa Giê-xu đến từng người chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa Giê-xu, mỗi bước đi trên hành trình theo Chúa, xin giúp chúng con biết đặt giới luật yêu thương lên hàng đầu, để cuộc đời của chúng con là chứng nhân gieo tin mừng tình thương đến với mọi người trong thế giới hôm nay. Khi tôi lầm lỡ mới biết rất chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm thầm.
nơi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa